Kính chào quý khán giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình 12 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tiếp tục phiên chất vấn vào sáng nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã trả lời chất vấn của đại biểu các nhóm vấn đề liên quan đến hạn mức tín dụng, việc độc quyền thương hiệu vàng miếng quốc gia và có hỗ trợ lãi suất dài 2%. Trả lời chất vấn của đại biểu về việc cấp hạn mức tín dụng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết nước ta có đặc thù riêng. Ngân hàng Thế giới đánh giá, Việt Nam là nước lệ thuộc vốn ngân hàng lớn nhất thế giới. Điều này có nguy cơ rủi ro, nên công cụ cấp hạn mức tín dụng này vừa qua hiệu quả, chặn được các cuộc đua lãi suất, huy động tín dụng cao. Từ góc độ của các tổ chức tín dụng, khi mà họ thành lập, thì tổ chức tín dụng nào cũng mong muốn là phải được tăng trưởng tín dụng nhiều. Thế nhưng mà Ngân hàng Nhà nước thì phải đứng ở trên cái góc độ điều hành kinh tế vĩ mô. Nếu mà đáp ứng được cái yêu cầu của các tổ chức tín dụng, thì chính sách tiền tệ sẽ không đạt được cái mục tiêu là kiểm soát lạm phát. Tại phiên chất vấn sáng nay, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng dành thời gian giải thích việc chọn SJC là thương hiệu vàng miếng quốc gia. Theo Thống đốc, SJC là thương hiệu vàng được người dân ưa chuộng từ trước khi có Nghị định số 24 về chống vàng quá ra đời. Thế thì khi mà đánh giá tình hình và để quyết định xem là sản xuất vàng miếng như thế nào, thì chúng tôi đánh giá tại cái thời điểm đó, thì có một số những cái thương hiệu vàng ngoài cái thương hiệu SJC, nhưng mà thương hiệu vàng SJC là chiếm khoảng trên 90% trên thị trường. Nếu như mà lựa chọn đưa ra một cái thương hiệu vàng của Ngân hàng Nhà nước riêng, hoặc là lựa chọn một trong số các cái thương hiệu mà không phải SJC, thì như vậy mất rất nhiều chi phí của xã hội. Việc có sửa Nghị định số 24 hay không, Thống đốc cho biết đã mất nhiều công sức để có được sự ổn định thị trường. Giờ cho các thương hiệu khác sản xuất vàng miếng thì cần đánh giá kỹ lưỡng. Vì thế, nếu sửa Nghị định 24, sẽ xin ý kiến các bộ ngành liên quan. Về gói hỗ trợ lãi suất dài 2%, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, gói trợ dài hỗ trợ này nằm trong chương trình phục hồi phát triển kinh tế thì phải doanh nghiệp có khả năng trả nợ phục hồi. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải cho dài đúng đối tượng. Phát biểu tại phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ chỉ rõ, việc triển khai thực hiện chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội còn chậm, nhất là việc triển khai gói tín dụng hỗ trợ lãi suất 2%. Trong thực tế, việc xử lý nợ xấu theo nghị quyết của Quốc hội chưa đạt được mục tiêu, áp lực nợ xấu gia tăng. Việc xử lý các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng yếu kém cần phải huy động lớn nguồn lực và chưa có tiền lệ nên còn gặp nhiều khó khăn và thách thức. Việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng còn bất cập, nhìn chung chưa có tiêu chí phương thức thống nhất, việc điều chỉnh trong năm cũng chưa linh hoạt, còn bị động. Việc phấn đấu tiết kiệm chi phí hoạt động và sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ để giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế như Nghị quyết 43 còn rất là có nhiều thách thức. Cuối buổi chất vấn sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn đại biểu về trách nhiệm của ngành liên quan đến công tác phòng chống thất thoát lãng phí trong việc triển khai các dự án công trình giao thông trọng điểm quốc gia, hệ thống đường cao tốc. Công tác kiểm tra giám sát đảm bảo chất lượng các công trình giao thông được đầu tư từ ngân sách nhà nước, thực trạng và giải pháp xử lý các tồn động trong đầu tư, khai thác, kinh doanh các dự án giao thông theo hình thức BOT. Thưa quý vị, quận Bình Thủy, Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh là ba địa phương được thành phố Cần Thơ chọn tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Ý định diễn tập đã được Ban chỉ đạo thành phố Cần Thơ triển khai trong sáng nay. Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quận Bình Thủy, Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh chủ trì hội nghị. Diễn tập có đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái phòng thủ quận Bình Thủy, Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh. Tổng thời gian diễn tập là 10 ngày đêm, trong đó luyện tập riêng, hợp luyện diễn tập thử là 7 ngày, diễn tập chính thức là 3 ngày. Quận Bình Thủy sẽ tổ chức diễn tập vào tháng 8, Thốt Nốt tháng 9 và huyện Vĩnh Thạnh sẽ tổ chức diễn tập trong tháng 10 năm nay. Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quận Bình Thủy, Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh đặc biệt nhấn mạnh, tổ chức diễn tập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhiệm vụ diễn tập là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, các địa phương cần cụ thể hóa bằng kế hoạch cụ thể để tổ chức diễn tập đạt mục đích yêu cầu đề ra.
đối với tình huống mới được đưa vào diễn tập lần đầu, trưởng ban chỉ đạo diễn tập lưu ý, các nội dung cần được xây dựng kỹ lưỡng về kịch bản, dự báo các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình diễn tập. Đồng thời, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố và các sở ban ngành địa phương liên quan cần phối hợp chặt chẽ với nhau để đảm bảo các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ, quận Bình Thủy, Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh diễn ra an toàn, chất lượng. Vào hôm qua, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ gồm ông Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, bà Trần Thị Thiên Thư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Cờ Đỏ tiếp xúc với hơn 60 cử tri xã Đồng Thắng. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Đồng Thắng đã có một số kiến nghị như có hướng giải quyết về vấn đề ô nhiễm môi trường tại bãi rác xã Đồng Thắng, tăng cường thu gom rác thải sinh hoạt tại một số tuyến dân cư trên địa bàn, sớm thu hồi đất nằm trong khu quy hoạch trường bắn đồng bằng sông Cửu Long, nâng cấp mở rộng một số cây cầu trên các tuyến giao thông nông thôn để người dân đi lại và giao thương được thuận tiện hơn. Qua các ý kiến kiến nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã giải trình, trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại sẽ được ghi nhận và trả lời cụ thể trong thời gian tới. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đơn vị quận Cái Răng cũng đã đến gặp gỡ tiếp xúc trên 90 cử tri hai phường Hưng Thạnh và Hưng Phú trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố giữa năm 2022. Bà con cử tri hai phường nêu 24 ý kiến liên quan đến vấn đề đất đai, môi trường, cải cách sách giáo khoa, đèn tín hiệu giao thông, sớm hỗ trợ cho người dân bị nhiễm COVID-19, cần duy tu sửa chữa đoạn bờ kè từ cầu Quang Trung đến Hưng Lợi bị sập lún. Bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nhân dân Thành ủy và ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng cùng các sở ngành thành phố và quận Cái Răng đã trả lời các ý kiến của bà con, đồng thời sẽ kiến nghị đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố và quận sắp tới. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đơn vị huyện Phong Điền và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền tiếp xúc với 240 bà con cử tri xã Trường Đông và xã Giai Xuân. Tham dự tại xã Trường Đông, con Nguyễn Thành Đông, thành ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng các đồng chí trong Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và huyện. Tại đây, bà con cử tri hai xã vui mừng phấn khởi trước những thành tựu mà thành phố và huyện đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị thành lập tổ hợp tác xã sầu riêng và hỗ trợ nguồn vốn liên kết sản xuất, tìm đầu ra cho hàng nông sản cho bà con, kiến nghị nâng mức thu nhập cho cán bộ bán chuyên trách ở xã và cán bộ ở ấp. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thới Lai cũng vừa phối hợp với 13 xã thị trấn tổ chức hội nghị để đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện xã gặp gỡ tiếp xúc hơn 600 cử tri trên địa bàn huyện. Phát biểu ý kiến với đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Thới Lai, cử tri các xã thị trấn đề nghị quan tâm đến việc bắt đầu nâng cấp sửa chữa các tuyến lộ giao thông nông thôn, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, các trường hợp tách thửa chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Kiến nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục cải cách hành chính, giảm bớt các thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện để người dân làm kinh tế. Đặc biệt, cử tri kiến nghị các cơ sở khám chữa bệnh phải đảm bảo đầy đủ thuốc cho người dân khi khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế. Vào chiều hôm qua, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết đã hoàn tất việc xây dựng các mô hình cầu vượt để triển khai xây dựng trong nội ô thành phố. Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải để lập phương án xây dựng cầu vượt tại hai nút giao là Mậu Thân 3 tháng 2 và Nguyễn Văn Linh 3 tháng 2. Tại hai vị trí nút giao dự kiến xây dựng cầu vượt này sẽ có 3 mô hình cho mỗi cầu. Qua cái khảo sát thực tế đó thì chúng tôi thấy là có hai cái nút giao thông mà cái tình hình ùn tắc là nghiêm trọng nhất. Một là cái nút giao thông Mậu Thân với Trần Đạo. Thứ hai nữa là cái nút giao thông của đường 3 tháng 2 với lại Nguyễn Văn Linh. Thì trên cái số liệu này thì chúng tôi cũng sẽ có cái sự đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố để xem xét là ưu tiên đầu tư cho hai cái nút giao thông này, cầu vượt trước, còn các cái nút còn lại đó thì tùy theo cái tình hình với lại vốn, cái số vốn còn lại đó thì chúng tôi cũng sẽ đề xuất tiếp tục trong những cái giai đoạn kế tiếp. Còn xây dựng cầu vượt thì theo chỉ đạo chung đó thì cái mô hình cầu vượt đó sẽ là cái điểm nhấn và cảnh quan ở cái khu vực cái nút giao này. Dự kiến theo khái toán sơ bộ thì mỗi một cái cầu vượt này là khoảng trên dưới khoảng 300 tỷ. Cũng trong chiều hôm qua, Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 5 năm 2022.
ông Trịnh Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt tới chủ trì hội nghị. Tháng 5 năm 2022, tình hình kinh tế xã hội quận Thốt Nốt tiếp tục duy trì và đạt nhiều kết quả tốt. Hoạt động công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ và nông nghiệp thủy sản tiếp tục được phát triển tốt. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt trên 15.600 tỷ đồng. Sản xuất thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển, giá trị đạt hơn 6.800 tỷ đồng. Trong tháng, phát triển mới 8 hộ thương mại dịch vụ, nâng tổng số cơ sở thương mại dịch vụ trên địa bàn quận là 5.693 hộ. Đến ngày 6 tháng 6 đã thu được hơn 87 tỷ đồng tiền thuế, đã giải ngân vốn xây dựng cơ bản được 58 tỷ 630 triệu đồng, đạt 33,83% kế hoạch. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện tốt. Trong tháng 6 năm 2022, ông Trịnh Minh Thắng lưu ý địa phương tiếp tục tập trung cho công tác thu thuế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công xây dựng cơ bản, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay, chân, miệng, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị tốt văn kiện diễn tập chiến đấu phòng thủ quận Thốt Nốt năm 2022. Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng cũng vừa họp đánh giá tình hình công tác tháng 5 và phương hướng tháng 6 năm nay. Trong tháng 5, Quận ủy Cái Răng tổ chức lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết một năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 và tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12. Trao huy hiệu đảng cho 31 đồng chí cao niên tuổi đảng, tổ chức học tập chuyên đề năm 2022, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và các chỉ thị nghị quyết phát triển thành phố Cần Thơ giai đoạn 2030, tầm nhìn năm 2045, tập trung lãnh đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, kết nạp đảng đạt gần 47% kế hoạch, nâng tổng số toàn quận gần 4.100 đảng viên. Công tác kiểm tra giám sát được quan tâm thực hiện tốt. Hội đồng Nhân dân tổ chức kỳ họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp giữa năm. Ủy ban Nhân dân quận và phường, lãnh đạo điều hành, triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và chủ đề năm 2022 của quận ủy, Mặt trận Tổ quốc cùng Hội Nông dân xây dựng và sửa chữa 22 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết. Năm nay, dự toán thu ngân sách trên địa bàn huyện Thới Lai được thành phố giao là 67 tỷ 300 triệu đồng. 5 tháng đầu năm nay, huyện đã thu được hơn 25 tỷ 955 triệu đồng, đạt 38,57% dự toán năm. Trong đó có 3 nguồn đạt theo tiến độ là thuế trước bạ đạt gần 59%, thuế thu nhập cá nhân đạt gần 51%, phí lệ phí đạt gần 41%. Tuy nhiên, có 3 nguồn thu chưa đạt theo tiến độ, thuế công tư nghiệp ngoài quốc doanh đạt hơn 21%, các khoản thu từ đất đạt hơn 31%, thu khác ngân sách đạt hơn 26%. Tại hội nghị sơ kết công tác thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2022, các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã chỉ ra những nguyên nhân khó khăn trong thu ngân sách là do thực hiện các chính sách giảm miễn thuế do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 để phục hồi sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Tình hình nợ thuế đến cuối tháng 4 năm 2022 hơn 2 tỷ 200 triệu đồng, trong đó khó thu hơn 480 triệu đồng, trong đó doanh nghiệp nợ hơn 1 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền vừa công bố quyết định số 1569 ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phong Điền. Trong đó, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện đến năm 2030 là 12.558 ha, không thay đổi so với năm 2020. Trong đó, đất nông nghiệp hơn 8.670 ha, chiếm hơn 69%, đất phi nông nghiệp hơn 3.880 ha, chiếm gần 31%. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2030 hơn 2.685 ha. Vị trí diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ lệ 1/25.000 và báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Phong Điền. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 12 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.